Và nguyên một ekip xuống thì nó cũng rất là phiền phức quý vị. Thì ngay bây giờ là chị anh Hoàng Huy là một trong những đoàn em xin giới thiệu sơ sơ thưa quý vị ha, là đoàn Tiên Phong bây giờ còn đi bằng di chuyển bằng cái ghe trên sông đó quý vị, đi vô những cái gạch nhỏ để dựng những cái gánh hát nhỏ ở những cái khu rất là xa xôi mà xe không tới được. Là đoàn anh Hoàng Huy là rất ở xa, gần như hiện tại là ở dưới Thứ đó, em về miệt Thứ đó quý vị, là gần Cà Mau ở dưới. Dạ, còn riêng về đoàn của chị Phương Ly đó là một trong những đoàn tại ở Vĩnh Long Mang Thích phải không chị? Dạ, còn chị đoàn chị Mai Trúc Ly là hiện tại thì tụi em đang chuẩn bị bấm máy và đang ở khu vực Tây Nguyên và phục vụ cho đồng bào dân tộc thiểu số thôi. Cho nên là dạ, mỗi đoàn thì sẽ có một cái đặc trưng riêng. Thì quý vị có thể là nếu mà em nói không thì nó cũng hơi là nó chưa có được là thuyết phục. Thì trong thời gian sắp tới những tập tiếp theo, tập đầu là của chị Ái Diễm, thì tập thứ hai là của anh Hoàng Huy, thì quý vị có thể thấy rõ hơn cái nỗi vất vả khi mà phải điều phối một cái đoàn hát mà nó không, nó rài đây mây đó và nó phải di chuyển bằng cái phương thức gọi là bằng ghe đó quý vị, thì nó rất là khó khăn. Thì hy vọng là quý vị cũng yêu mến là khi mà sân khấu chúng tôi lên đèn, bất cứ sân khấu lô tô nào lên đèn thì quý vị cũng hãy đến và ủng hộ cho những cái đoàn lô tô còn đang hoạt động ở tỉnh. Ngay bây giờ có lẽ là có ai muốn thắc mắc gì cái hình thái nào không ạ? Có ai đặt câu hỏi em xin một cái giơ tay được không ạ? Từ tất cả quý vị phóng viên ạ. Dạ. Dạ có ai không ạ? À dạ, em xin mời anh. Dạ. Bên đây là Phụng, bên đây. Hôm nay sống gian nan cực khổ là tại vì nó nghe em không cha không mẹ, đi hát mướn không à, rồi thành ra làm cái nghề này là bốn xác đòn, ba xác đòn rồi, cái lần đòn cuối cùng thầy đó ở nhà trọ. Sự thật là bằng sạc đi hát mướn, nhiều khi đi hát mướn cho đòn của anh Quy nữa, đi hát mướn đòn Quy, đi hát mướn đòn này đòn kia, rồi về nhà trọ ngủ không cha không mẹ, cái hai đứa sống, rồi suy nghĩ là ở nhà trọ hai đứa sống hoài kiểu này khổ hoài, thôi giờ thành lập cái đoàn trả nhà trọ, đỡ tốn tiền nhà trọ, là hai chồng tự bản thân tự bằng tay trắng ra tạo được cái đoàn, tạo cái đợt đoàn sống nuôi lính, là trước khi lính anh chị em thương mến ở Diễm vô đoàn sống, thì trước khi sống Diễm nói rằng đoàn này như là đoàn nhà, chị em sống có nhiêu thì ăn nhiêu, không phải như mấy đoàn khác, chị sống có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Những bạn đã sống với chị những lúc mà mưa dịch vừa rồi, không có mà làm cái tiền, tại vì cha mẹ không có, anh em người nào cũng khổ, vợ chồng bạn tay trắng tạo ra không à, nó không có cha mẹ là bên nào giàu chứ, ai cũng nghèo hết, thành ra khi gạo người ta cho chồng mua cái chài chài cá, rồi dịch lớn vừa rồi là đoàn Sài Gòn Tân Thợ đem quà đến cho với một người bạn nữa tên Cà, gỡ đồ xuống cho đoàn. Dạ, xin hết. Dạ, đó, nếu mà nói về tính chi phí thì cụ thể ảnh ở vị thế một cái người gia đình mà ủng hộ cái người bạn đời của mình làm lô tô cực khổ vất vả như vậy, thì ảnh đồng tâm hiệp lực và ảnh với một cái suy nghĩ nào mà ảnh đồng tâm hiệp lực cũng chia sẻ được, xin hết. Dạ rồi, em xin mời anh trả lời câu hỏi này cho chị Hồi Bình nhé. Dạ, xin thưa chị, lúc mà chưa ở với Diễm đó, lúc đó em còn mười mấy tuổi, em nghe cái mê cái nghề quýnh trống đó chị, mới đi lúc đó thì ở nhà đạp xe lôi, mê cái nghề quýnh trống da đó, rồi mới vô xin mới đầu đâu biết quýnh trống, mới vô trong đoàn tá túc trong thời gian vậy đó, vô trong đó cũng gặp một bạn nó quýnh mà đâu có dạy cho mình đâu, thiệt dạy cho sơ sơ mà cũng một tổ cũng làm những độ đâu quýnh đâu được 3-4 tháng vậy đó, em mới biết quýnh trống, rồi em biết quýnh trống rồi biết cũng hơi rành rồi, mới quýnh đồ này đồ kia đồ nọ giới thiệu quýnh, rồi mới vô gặp Diễm, cũng như là cái số phận của em rồi, mẹ cha thì không còn, Diễm mẹ cha cũng mất hết, rồi thấy vậy rồi hai đứa nó ở tới giờ với cực khổ, với mới ở cực khổ lắm, nó hát em quýnh trống đi lang thang vậy đó, rồi sau này dẹp trống đờn hết rồi. Đâu còn cái nghề quýnh trống ở đâu. Rồi em mới ra làm lính, làm đại. Rồi làm ở Diễm đâu tới giờ luôn là 24 năm rồi. Rồi khổ lắm. Thì thấy không cha, mẹ hai đứa không có cha, không có mẹ thì ở. Chứ em ngoài ra không nghĩ gì hết. Ở lại để làm ăn, để cực khổ đó. Rồi mình đi không làm. Như cái số của em đó, nó đã gì.
Dạ cảm ơn anh. Và đây một cái cặp mà điển hình luôn, tại vì em có dẫn cái chương trình lớp Queen's Moon quý vị, hồi nãy thì có cái chị biên tập và có chị Thùy Anh đó, là ở đây em có mời tới. Dạ là em cũng có giới thiệu tại sao mình không chọn những nhân vật là những cặp là đi hát lô tô và họ sống với nhau hai mươi mấy năm, có khi là 30 năm, có khi là mười mấy năm, rất là bền. Bởi vì nói trong cộng đồng LGBT mà để ở với nhau bền đó, nó rất là khó khăn. Nhưng mà quý vị có thể thấy một cái nguyên tắc đơn giản lắm, bởi vì cái ngôi nhà chung của họ là có gánh lô tô, và tình yêu nó gắn kết với công việc, cho nên nó rất là bền. Và hơn hết á, những cô đào hát lô tô để có một cái chỗ dựa tinh thần, thì theo em được biết là ai mà đi hát lô tô mà đi ở đoàn tỉnh nó cũng muốn có chồng hết trơn. Thứ nhất là có thể phụ khung vác, phụ những cái việc lặt vặt, tại một mình làm hỏng hết. Thì từ đó, từ công việc nó liên kết với tình yêu để tạo sự một cái gắn kết rất là lâu dài. Và cái điều đó có thể là một cái nguyên tắc cũng rất là phải nói là rất là hiếm có trong cái chuyện tình cảm đôi lứa nữa. Nếu mà chị Diễm nói đó, cũng như chị nói là khi mà nói về cái giới tính đi, ngày xưa là kêu bằng là BD chứ bóng. Nếu mà đi ra công ty làm ai mướn là một, thứ hai nữa làm chuyện nặng không nổi thì chỉ yêu nghề ca hát thôi. Ngày xưa mình yêu nghề ca hát, đến hội chợ, gặp hội chợ về là mình vô mình bán vé hoặc mình làm cái chuyện gì, yêu nghề ca hát thôi. Còn mình đi ra công ty làm đâu có ai mướn công ty, đâu có ai mướn mình làm. Tiểu thân hình dáng chừng là ai đâu có chịu mình mướn. Thành ra mình làm phải bắt buộc phải yêu nghề, mà yêu nghề là trong tim trong máu rồi. Đến bây giờ khi mỗi lần bước cái đi về tới nhà, cái thời ngày xưa bà con biết ngày xưa đâu có vụ mà giới tính mà đi đặt tấm tắc nào, em nói thiệt là như đặt túi nó phẫu thuật ngày xưa đâu có, chỉ có bơm chích thôi, chỉ bơm. Mỗi lần mặc họ chưa đâu có tiền, ai có tiền mằng có tiền, gia đình mà như em có tiền, gia đình có tiền, chị em có tiền mà cho đó thì mới được đi bơm, còn không có tiền thì dặn là cũng ngược giả, về tới nhà cha mẹ phải quýnh đập, cậu chú quýnh đập xô đuổi đó. Mà cuộc đời là số phận là của cha ông trời để bắt ban gì như vậy rồi. Thì mỗi lần về tới nhà rồi cha mẹ kêu lột bộ đồ đi ra bắt đi cưới vợ, thì nó trốn nhà đi để tóc dài về nhà thì cậu chú anh em quýnh vì tình bề ngoài người ta nói rằng là gia đình có một người con như vậy như vậy, nó bắt buộc phải bỏ nhà kia 5-7 năm mới về nhà, nhớ mẹ quá, nhớ cha quá mới về nhà thăm nhà. Về nhà thăm nhà đâu có ở nhà được, về nhà thăm nhà rồi phải trốn đi liền để không sợ cậu chú anh em cắt tóc. Thành ra yêu máu yêu nghề này. Đây là một cái trường hợp vì hoàn cảnh, và cái tình yêu nghề nó bắt buộc từ hoàn cảnh. Và cái bây giờ mình ta sẽ đến với anh Hoàng Huy, mà theo Lộ là đây một là một trong người chủ đoàn, mà phải nói là cái tư duy á, nếu mà Lộ mà đi làm trưởng đoàn mà trước đây mà chưa có biết nghề là chắc phải học hỏi anh Huy rất là nhiều. Động lực nào mà để anh duy trì cái đoàn lô tô nó gần hầu như là mười mấy năm rồi anh, và rất là khó khăn như thế trong thời điểm hiện tại? Động lực thứ nhất đó là Hoàng Huy yêu nghề, muốn giữ cái nghề này, tại vì Hoàng Nguyên rất yêu cái nghề lô tô này, rất yêu cái nghề hát. Cái xuất hát ấy, muốn làm ca sĩ lót con không đủ, nhưng mà lô tô mở ra sân khấu của mình, tự mình mở ra, tự mình lên mình hát cho thỏa chí cái niềm đam mê của Hoàng Nguyên thôi. Còn nói riêng tại sao mà cái nghề này nó cực khổ mà Hoàng Nguyên vẫn đeo là 15 năm nay, là thứ nhất ba mẹ thì cũng nghèo, sống chung với bà ngoại, không có nhà riêng. Rồi sau này tất cả ba mẹ có tiền ấy, mới là mở cái đoàn, tất cả tài sản là mở vô cái đoàn. Bây giờ là cha mẹ em út và Hoàng Huy sống ở đoàn, như là sống tha phương cầu thực, không có ngày nào về quê hết bà con cô bác. Mùng một Tết cũng không về nhà, có khi là 5-7 năm Hoàng Huy chưa về nhà nữa bà con cô bác, tại vì tất cả tài sản là dồn vô trong đoàn, gia đình vô đoàn sống hết, như là gọi như là không có nhà luôn, chỉ sống ở đoàn. Thứ nhất là cũng mưu sinh được, thứ hai là ở cạnh cha và mẹ và em út luôn, nên là Hoàng Huy cũng rất là thích hát, nên là cố gắng duy trì cái ngành nghề lô tô, tại vì mình đã yêu cái nghề, mình phải giữ cho tới cùng bà con cô bác ơi. Dạ cái này là yêu nghề hát, một cái hình thái khác nữa, không có bị cái sức ép từ gia đình, mà yêu nghề hát và muốn đứng trên sân khấu. Nếu làm ca sĩ thì không trọn vẹn, mà làm một người hát lô tô thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Và tiếp theo là chắc có lẽ là một trong những người bầu đoàn mà cũng là nổi tiếng ở miền Tây, là đặc biệt là Vĩnh Long. Xin mời chị Ly. Dạ lời nói đầu tiên Ly xin gửi đến tất cả các quan khách là chào thân thương nhất.
Dạ, bây giờ em hỏi thay mặt cho anh Phương đó là động lực nào mà để cho chị giữ cái gánh lô tô tới thời điểm hiện tại? Động lực lớn nhất của Phương Ly là ngày xưa Phương Ly đi hát mướn mà hát không có được, không có biết hát, ở đầu hát được rồi thì ước mơ làm đòn, tại đi hát á nhiều khi á chủ đòn khổ không có lấy lương đủ được, hát 70 mà trả 40 hoài vậy đó, ước mơ làm đòn. Rồi làm đòn rồi bây giờ thì gái hát cho Phương Ly, Phương Ly ít có bớt lương lắm, tại vì sao, Phương Ly đi đâu khán giả cũng thương ủng hộ hết. Thì cái hiện bây giờ là Phương Ly ước mơ là cái đòn làm hoài làm hoài làm hoài vậy đó, đi đâu khán giả cũng yêu thương, như là yêu thương đòn lộ lộ vậy đó quý vị. Dạ rất là thực tế, giống như Luna vậy đó, không có hát được, mơ ước làm đoàn, thế chủ đoàn gì đó, bám Luna. Rồi, rồi quý vị kế bên em là quý vị, cách đây không có lâu thì em cũng mới giúp đỡ cho bà Chế đây. Dạ, tại vì đoàn hoạt động mà tới nỗi là khi mà cái tâm lý bị ảnh hưởng luôn, có nghĩa là nó khó khăn tới nỗi là bác không muốn làm nữa, chỉ không muốn làm nữa và muốn sang luôn cái đoàn. Mà quý vị biết một cái đoàn ở miền Trung Tây Nguyên mà nhân sự tới 40 người bằng với cái đoàn của Lộ đang hoạt động là một đoàn rất lớn, chứ không phải nhỏ. Cho nên là Lộ mới nói là thôi bây giờ là chị cần cái gì em sẽ giúp. Chứ còn nếu mà chị bỏ như thế thì 40 người thì không biết đi đâu. Thì chắc có lẽ là em hỏi một câu chính xác nữa là tại làm sao mà nó vất vả như thế, nó khó khăn như thế mà chị vẫn quyết định là lèo lái con thuyền của chị tới thời điểm hiện tại. Thì trước khi bác sĩ Lê trả lời câu hỏi của Lý Báo Đài, cũng như Lộ Lộ, và lần đầu tiên Lê xin kính chào quý báo đài cùng quý vị khán giả yêu mến sân khấu Lô Tô Lộ Lộ, Sài Gòn Cần Thơ. Và cái điều mà cho Mai Thức Ly mà gắn bó nhất cho đến tận hôm nay, cái thưa quý vị, cái đó không phải là cái nghề quý vị, mà gọi đây là cái nghiệp, mà nghiệp ba đời. Đời bà ngoại của Ly là hát bộ theo sóng gió trên các đám đình, đời thứ hai nữa đời mẹ của Ly. Đời mẹ của Ly là đời sân khấu cải lương, sau này sân khấu cải lương phim bộ Hồng Kông hòa nhập vào đất nước Việt Nam mình, làm sao không cái lương chúng ta không còn nữa. Rồi sau đó mẹ của Ly có lời trăn trối thế này, dù chưa thế nào con không làm cái lương được, con phải làm cái gì liên quan đến nghệ thuật, con giữ nghề cho mẹ. Và thứ nhất nữa, ở Việt Nam mình có một trò chơi lô tô rất đặc sắc, không có nước nào bằng, cũng giống như sân khấu cải lương và sân khấu hát bộ của tôi. Và bây giờ giờ khán giả dần dần họ đều quay lưng hết. Cái điều động lực lớn nhất, ngày xưa Ly đi hát, chủ đoàn thường hay chèn ép qua các chị em mén mén đó. 20 ngày họ không mướn quý vị. Rồi họ đi làm mướn, bị người ta khinh dễ, BD này, BD nọ. Ở quê, hai chữ BD rất khắc nghiệt quý vị. Cho nên Ly có tâm suy nghĩ, thứ nhất là thương mẹ, thứ hai nữa là thương những chị em BD không có công việc làm ổn định. Và Ly biết tâm, Ly hát 20 năm, 12 năm làm đoàn, 12 năm đi hát, 8 năm làm đòn dành dụng cái thưa vị. Và trong 20 năm đó, cái thưa vị 20 năm và làm nghề đó, Ly có bán một căn nhà. Có nhiều khi anh chị hỏi, ủa tại sao mày làm nghề khổ quá rồi mày không dẹp đòn đi? Kính thưa vị, bây giờ mình dẹp đòn rồi những người họ đang sống làm sao đây? Còn giống như con cá giống sống dưới nước mà bây giờ vớt lên bờ, họ thở làm sao? Thì mình giờ mình thương mấy chị em, thương mẹ và thương cái nghề lô tô này. Và thương nhất là bà chủ đòn Lộ Lộ đã phất cờ trò chơi lô tô của Việt Nam mình đi lên từ khi biết Lộ Lộ, và lô tô lúc nào cũng được bà con yêu mến. Còn cái điều thứ nhất nữa là Mai Thức Ly định dẹp đòn, tại vì bà con biết rằng đi xin bến bãi tỉnh nó khó lắm quý vị. Một bến như vậy quý vị phải chi 20 triệu, một đêm thuế phải 4 triệu. Và khi mình xin, mình gặp tất cả ủy ban hết rồi, tất cả chủ tịch phòng văn hóa thông tin, phó chủ tịch, nhưng mà già làng không cho, cũng phải đuổi đi thôi. Đuổi đi, và con biết đòn của Ly một lần dọn đi phải mất 20 triệu tiền xe. Thì gồng cái ông nội đang bán đòn, nhưng mà nước mắt khóc rất nhiều. Không ngờ được Lộ Lộ giúp đỡ cho Ly 20 triệu. Và Lộ có nói rằng em còn 23 triệu, em giúp chị 20 triệu. Thà em không làm một cái tiệc sinh nhật, em để dành cho 40 người để tiếp tục trong công việc, để gắn bó và giữ lô tô. Một lần nữa xin cảm ơn Lộ Lộ và cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Dạ cảm ơn chị. Thì qua đây thì em mới biết được là cái nguyên nhân chính để lập đoàn là do mình đó, trong hát lô tô mình hát không được hoặc là không được hát. Cho nên lưu ý là những cái bạn mà không hát đó, mới mốt có mở đoàn thì thôi bây giờ mấy bạn tranh thủ hát đi, đừng mở đoàn bất ngờ chị cũng sợ. Rồi chắc có lẽ là còn ai có câu hỏi nào dành cho tất cả các chị không ạ? Xin mời. Alo.
Trước tiên thì cho bạn kỳ bò mè gì hết, tại lô tô là chân phương và thực tế. Tiếp kế nữa là bạn có hỏi là mình có sợ mình trở thành ký ức không? Kính thưa quý vị, ai cũng vậy hết trơn, đặc biệt là giải trí. Quý vị có thể thấy những ngôi sao lớn giống như là những ngôi sao hàng A, Mỹ, Tâm, Sơn Tùng đi. Một thời gian mà họ không ra sản phẩm đi, họ cũng bị lãng quên, điều đó là cái điều tất nhiên. Dạ, ai làm cái nghề này cũng hiểu hết. Cho nên mình không được phép dừng. Được riêng lộ là lộ không có dừng. Thì mỗi ngày quý vị tới sân khấu, mọi người sẽ thấy một cái hình thái khác. Nếu mà một tuần không thấy thì một tháng cũng thấy. Không có lúc nào mà lộ dừng lại hết. Nếu quý vị đã từng đến Jupiter Zoo thì quý vị bước tới công văn hóa lao động, quý vị thấy một hình thái hoàn toàn khác, một cái lực lượng khác, một cái nội dung khác. Có chăng những con số của lộ thì nó không có được mới thôi. Thì cái đó là cái phần mà mình khi mà lo nhiều cái việc kêu quá là học bài không kịp, thì quý vị cũng biết rồi, thông cảm cho em rồi. Nhưng mà còn riêng với lộ là không cho phép mình dừng một ngày nào đâu. Ai cũng sợ mình trở thành dĩ vãng, nhưng mà mình biết cái nỗi sợ mình, tại sao mình không chuẩn bị tinh thần sẵn cho nó quý vị ha. Đó, ý em là như thế. Cảm ơn.